Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi khởi đầu ở lớp 1 trong năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tiếp tục triển khai áp dụng đối với lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022. Thực hiện lộ trình này, bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thì ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 giảng dạy trong năm học sau. Sau cuộc họp với Ban chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tỉnh, thì ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua đề xuất chọn hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 của Hội đồng chọn sách giáo khoa. Nhằm giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về hai bộ sách này, thì phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà có thể giới thiệu về hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mà Hội đồng chọn sách của tỉnh vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt thực hiện trong năm học sau không ạ? Hội đồng chọn lựa sách giáo khoa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa rồi có cái báo cáo với lại Ban chỉ đạo chương trình giáo dục phổ thông 2018 về cái kết quả chọn lựa hai bộ sách lớp 2 và lớp 6 sẽ được thực hiện trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Thì kết quả của cái bộ sách lớp 2 thì đối với lại môn tiếng Việt là hội đồng đã chọn bộ sách là Chân trời sáng tạo, với bộ sách toán thì chọn bộ sách Cánh diều, với đạo đức thì chọn là Chân trời sáng tạo, tự nhiên xã hội thì là bộ sách về kết nối tri thức, đối với giáo dục thể chất thì bộ sách Cánh diều, âm nhạc là chọn bộ sách kết nối tri thức, và cái môn mỹ thuật là chọn Chân trời sáng tạo. Vậy thì Hội đồng chọn sách của tỉnh đã chọn hai cái bộ sách này dựa trên những cái tiêu chí như thế nào và cái quy trình để chọn sách được thực hiện ra sao thưa bà? Chúng tôi có một cái thời gian để cho các giáo viên, phụ huynh và nhà trường có cái sự đề xuất cái phương án chọn lựa các cái bộ sách gửi về phòng giáo dục tổng hợp, phòng giáo dục mới tổng hợp gửi về sở, trên cơ sở tổng hợp đó. Thì hội đồng chọn lựa sách có các cái buổi làm việc. Buổi thứ nhất là chúng tôi sẽ gửi tất cả các cái thông tin đề xuất của các nhà trường đối với các cái bộ sách đó đến cho hội đồng. Rồi các cái bộ sách đó hội đồng sẽ có cái thời gian đọc và đánh giá trong vòng ít nhất là 7 ngày. Cái buổi làm việc thứ hai của hội đồng là chúng tôi tổ chức cái hội đồng ngồi cùng lại phản biện trên cái cơ sở đọc và đánh giá, ghi nhận ưu khuyết điểm của từng bộ sách. Tiêu chí thứ nhất là phải phù hợp với năng lực của học sinh ở mỗi một lớp học. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai là phải phù hợp cho giáo viên mình có thể đổi mới một cái phương pháp giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, là phải làm sao mà tăng cái khả năng của học sinh, giảm đi cái sự truyền thụ kiến thức, cho học sinh phát huy được năng lực và phẩm chất của mình. Cái tiêu chí thứ ba nữa là phải phù hợp với lại phong tục tập quán của địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu. Cái tiêu chí thứ tư là điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế xã hội của Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào. Thưa bà, được biết thì giá thành của hai bộ sách lớp 2 và lớp 6 có thể nói là cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với cái bộ sách cũ. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao giá thành sách mới lại cao như thế, và ngành có cái biện pháp nào, có cái kế hoạch nào để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay không ạ? Đối với lại khối 2 thì bộ sách mà học sinh phải được trang bị, đó là mình gọi là trang bị một cách là bắt buộc, là cần thiết để làm tài liệu cho các con học á, thì đối với lớp 2 là 184.000, còn đối với lớp 6 là khoảng 313.000. Thì như vậy điều đó cho thấy rằng á, là cái giá trị của mỗi một bộ sách khi mình thực hiện so với bộ sách cũ mà lớp 2 năm trước dùng và lớp 6 năm trước dùng thì nó tăng gần gấp 3 lần, và có hơn gấp 3 lần. Thì vừa rồi là ở trong cái kỳ họp của đại biểu của Quốc hội á, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái giải thích, giải trình về cái tại sao giá thành nó cao như vậy rồi. Đó là sách giáo khoa bây giờ là xã hội hóa, chứ không còn là ngân sách đảm bảo như ngày xưa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhìn mặt khách quan thì chúng tôi thấy rằng là sách giáo khoa bây giờ nó được in ấn
là màu sắc được đầy đủ đẹp hơn, để giải quyết cái việc sách học với giá thành cao như vậy cho con em của mình, thì các nhà xuất bản sẽ đồng hành với Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ hỗ trợ một cái lượng sách nhất định cho mỗi một cái tủ sách của các trường, để hỗ trợ cho học sinh khó khăn của cái lớp học đó. Thì ngoài cái việc đồng hành của nhà xuất bản, thì năm ngoái chúng tôi có vận động Vietgas của Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã hỗ trợ cho ngành giáo dục một cái lượng sách, đó là 2.500 bộ. Thì năm nay chúng tôi lại tiếp tục vận động các cái nhà tài trợ để có một những cái bộ sách nhất định hỗ trợ cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vâng, xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa quý vị, căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các hội đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 thống nhất để sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, do giá sách giáo khoa mới cao hơn so với bộ sách giáo khoa hiện hành, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác truyền thông, làm rõ lý do lựa chọn danh mục sách cũng như những ưu điểm của bộ sách giáo khoa được chọn, đồng thời có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo có sách giáo khoa cho năm học mới. Sau khi phê duyệt danh mục sách giáo khoa thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản để bảo đảm phân phối sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời với mức giá hợp lý trước khi bắt đầu năm học mới.